Ba đứa trẻ này có gương mặt của thiên thần và sức mạnh hủy diệt của ác quỷ. Bà Sơ nhận nuôi bọn họ, bị bọn họ coi như thú vui tiêu khiển, trò chơi khiến người ta dễ sợ. Những người trong cô nhi viện đều hy vọng bọn họ có thể rời khỏi nơi này. Vừa khéo vào lúc này có người tới xin nhận nuôi. Chị gái da đen xúi giục viện trưởng đem giấu những đứa trẻ khác đi. Đôi vợ chồng đó chỉ có thể lựa chọn một trong ba người, Mue, Curly, Larry. Cuối cùng bọn họ quyết định nhận nuôi Mue. Nhưng Mue không nỡ rời xa anh em tốt của mình, muốn bố mẹ nhận nuôi cả hai người kia. Tình cảm anh em cảm động trời đất như vậy, làm sao có thể nỡ lòng chia tách ba người. Thế là bọn họ đưa Mue trở về và nhận nuôi đứa trẻ khác là Teddy. Từ đó trở đi, nhận nuôi đối với bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Bọn họ giống như một gia đình cùng sống ở cô nhi viện. Mặc dù tuổi tác đã lớn, lại vẫn giống như trẻ con, mỗi ngày đều quậy phá, lười biếng không chịu làm việc, chỉ đành phải đem dụng cụ trèo lên mái nhà sửa chuông. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không chịu yên chút nào. Đã làm rơi chuông xuống dưới, đụng chúng Sơ đeo kính đến tìm bọn họ. Lúc bọn họ đến chỗ của viện trưởng, đã nhận được một tin xấu. Bởi vì thu không đủ chi, lại không có ai bằng lòng đến đây nhận con nuôi. Nếu như không kiếm được 830.000 đô trong vòng 30 ngày, sẽ phải đóng cửa cô nhi viện. Ba chàng trai nghe vậy lập tức xung phong, nói bọn họ có thể giải quyết vấn đề tiền bạc. Từ phương thức xuất phát kỳ lạ này có thể thấy, con đường kiếm tiền này nhất định không đơn giản. Trong một tháng kiếm 830.000 đô, chỉ cần tôi hét to đủ nỗ lực, nhất định sẽ có công việc lương cao tìm đến trước cửa. Ba chàng trai đã nghĩ như vậy, không ngờ rằng thật sự có chuyện tốt như vậy. Cô gái tóc xoăn nói chồng mình mắc bệnh nan y rất đau khổ, muốn nhờ bọn họ vào lúc buổi tối không bật đèn trực tiếp giết ông ta. Muốn chết còn phải lựa thời gian. Curly nóng lòng nhân lúc người đàn ông không chú ý, đẩy ông ta ra trước xe buýt, đụng chúng tạo ra một vòng cung hoàn mỹ, đúng lúc bị một chiếc xe khác đè lên. Tiếp sau đấy lại chịu những sự tra tấn thảm hại. Cô gái tức giận, người đàn ông này không phải mục tiêu ám sát mà là tình nhân của cô ta. Mọi người nói đại nạn không chết ắt có phúc, tình nhân lại gặp phải một gian khổ khác. Ba chàng trai nghe cô gái tóc xoăn nói người không chết không trả tiền, bọn họ liền xông vào bệnh viện tiếp tục gây chuyện. Đầu tiên cải trang thành phụ nữ tìm số phòng bệnh của tình nhân, sau đấy trốn sau y tá trưởng và bảo vệ tìm đến phòng bệnh. Tình nhân vừa nhìn lại là ba tên nhóc to xác ngốc nghếch này, vội vàng co trốn vào trong mai rùa của mình. Không ngờ rằng bọn họ còn mang theo pháo nổ trên người. Tình nhân vội vàng nói bản thân đã khỏi bệnh rồi, muốn đuổi ba tên sao chổi này đi, tiền không có còn gây ra chuyện. Trên đường đi bọn họ gặp lại Teddy năm đó được nhận nuôi. Mue vì chuyện nhận nuôi năm đó không bằng lòng để Teddy giúp đỡ tiền bạc, thế nên bọn họ đã lấy ra 72 đô mà viện trưởng đưa, bắt đầu kế hoạch làm giàu. Cái gọi là ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng, sợ là Gia Cát Lượng cũng không nghĩ tới sẽ có người trồng cá trên đồng cỏ, trông chờ vào việc tưới nước và phơi nắng, cá sẽ sinh cá, thu hoạch được nhiều cá hơn. Nhưng cảnh sát lại đến rất nhanh, bọn họ chỉ có thể bỏ lại vườn cá này để chạy đi. Curly và Larry oán trách Mue, nếu như năm đó anh ta được nhận nuôi thì bây giờ đã có tiền giúp đỡ cô nhi viện. Mue vẫn chưa từng nói ra chuyện nhận nuôi năm đó là bởi vì bọn họ. Lần này tức giận nói bọn họ là con ghẻ khiến bọn họ đều bỏ đi. Mue đang đau buồn, đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay. Không ngờ đây là hiện trường buổi thử vai. Đạo diễn nói, cậu chính là diễn viên chúng tôi đang tìm kiếm. Cứ như vậy Mue vô tình trở thành đại minh tinh. Bởi vì không có tiền ăn cơm, Curly và Larry đến vườn bách thú trộm cá ăn. Không cẩn thận đã để hạt đậu phộng vào vòi phun nước của cá heo. Ở bên đây, cô gái tóc xoăn từ Teddy biết được thân phận của ba người bọn họ, sợ rằng chuyện ngoại tình bại lộ, vội vàng bảo tình nhân xử lý hết bọn họ, cầm theo súng nên không dám quang minh chính đại đi vào vườn bách thú, chỉ đành trèo tường vào trong. Không ngờ rằng đây lại là hang ổ của sư tử. Nhìn thấy sư tử bị dây sắt xích lại, ông ta vẫn còn tâm trạng để trêu ghẹo nó. Một hạt đậu phộng bị vòi phun nước bay đến vào bộ phận nhạy cảm của sư tử, khiến cho sư tử căng thẳng phản ứng lại, sợi dây sắt cũng không giữ nổi nó. Curly và Larry đối với việc này không hề biết gì. Bọn họ tìm đến bố của Teddy muốn xin ít tiền. Tiền không lấy được nhưng lại biết được chân tướng hai sự việc. Một là chuyện nhận nuôi Mue năm đó, chuyện còn lại là tình nhân và cô gái tóc xoăn kia. Hóa ra bọn họ một người là vợ, một người là bạn tốt của Teddy. Bọn họ vội vàng đi tìm Mue để làm hòa. Ba người họ không muốn Teddy bị lừa gạt, đã xông vào lễ kỷ niệm ngày cưới của anh ta. Người vợ nhìn thấy ba người họ đang gây chuyện, liền gọi tình nhân đến để anh ta đánh Teddy. Sau khi bị hạ thuốc mê vẫn còn chút mơ hồ. Cái gì? Bạn thân nhất của tôi lại cắm cho tôi cái sừng. Nếu như anh đã biết rồi vậy thì... Còn chưa kịp ra tay, bố của Teddy cầm theo súng đi vào. Ông ta không phải đến cứu Teddy, mà ông ta mới thật sự là người sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chỉ bởi vì sau khi mẹ của Teddy qua đời đã để hết tiền lại cho Teddy, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bọn họ lái một chiếc xe nhỏ đến nơi không có người để nói chuyện, nhưng do quá tải nghiêm trọng, không cẩn thận đã rơi xuống nước, đã thiếu không khí trầm trọng. Curly còn thả một phát giấm vào lúc này. Mue muốn nhân cơ hội đỏ khiến mọi người nổi trên mặt nước. Sau khi được cứu, ba người họ muốn xin Teddy tiền cứu giúp cô nhi viện. Nhưng Teddy lại cảm thấy bản thân ra nông nỗi này là tại cô nhi viện, không muốn giúp tiền. Ba người họ chán nản, cho rằng cô nhi viện phải đóng cửa rồi. Nhưng lúc bọn họ trở về, lại phát hiện nơi này hoàn toàn khác trước. Thì ra là lúc đầu đạo diễn đã hỗ trợ tiền cho bọn họ.
Anh ta dùng con mắt tinh tường của mình, cảm thấy hai người còn lại cũng là nhân tài, muốn ký hợp đồng với ba người bọn họ. Vậy là ba chàng trai này thật sự đã chuộc lại được cô nhi viện. Đây là bộ phim hài công chiếu vào năm 2012, The Teresa Tuzzi, được cải biên từ bộ phim hài tình cảm của nước Mỹ. Ba chàng trai nói chêm chọc cười, tự tìm niềm vui cho nhau, nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền để chuộc lại cô nhi viện. Các động tác cuộc ẩu đả tuy khoa trương nhưng lại có hiệu ứng tốt, khiến cho mọi người không nhịn được mà ôm bụng cười. Rất thích hợp điều tiết bầu không khí buổi tiệc với gia đình, bạn bè. Được rồi, review phim đến đây là hết, hẹn gặp lại mọi người.